Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì hiện tại mình đang có mặt tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thì bây giờ là 6 giờ rưỡi tối. Thì cũng nhân tiện đi loanh quanh ở khu vực Phú Yên. Thì trong video này mình sẽ review loanh quanh cái thị trấn Chí Thạnh về đêm, gửi đến cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Thị trấn Chí Thạnh là một cái thị trấn cũng hình thành cũng khá lâu rồi, thuộc cái huyện Tuy An. Hiện nay thì nhìn chung là thị trấn Chí Thạnh nó cũng cùng chung cái xu hướng phát triển trong thời kỳ hiện đại. Vậy thì thị trấn Chí Thạnh đã có những cái sự thay đổi như thế nào nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đây. Rồi mình đang đi trên con đường Lê Thành Phương. Con đường Lê Thành Phương là cái con đường nội thị của thị trấn Chí Thạnh, cũng đồng thời con đường này cũng là cái con đường liên huyện từ quốc lộ 1A đi qua thị trấn Chí Thạnh rồi đi chạy lên huyện Đồng Xuân đó, cũng như là huyện Sơn Hòa ở phía tây của tỉnh Phú Yên các bạn đó. Thì con đường Lê Thành Phương này hiện nay các bạn thấy không, đường rất là rộng mà hai bên thì nhà cửa dày chi chít luôn đó. Cửa hàng cửa hiệu thì mình thấy rất là nhiều, rất là sầm uất luôn. Sắp tới thì thị trấn Chí Thạnh đã có cái chủ trương, cái định hướng là phát triển trở thành thị xã và thị xã. Vậy. Đây con đường rộng, ngoài con đường lớn này ra thì những cái con đường ngang á, những cái con đường ngang cắt với con đường này cũng rất nhiều nha các bạn, để nó hình thành những cái khu phố, những cái khu phố và nó là rất rất đẹp. Rồi mà đến cái khu vực này là đến khu vực chợ nè, chợ đây là mặt trước của chợ Chí Thạnh. Đây là cái chợ mà là cái mà đây cũng là thuộc cái trung tâm của thị trấn. Rồi. Chợ Chí Thạnh thì ban đêm á người ta bán đồ ăn thức uống đêm rất nhiều. Và mình được biết những lần mình đi qua khu vực này và ban đêm á người ta bán có thể là suốt đêm đó các bạn. Rất rất là khuya mà ta vẫn bán ở đây nè. Đây người ta bán đồ ăn thức uống dày luôn. Mình đi qua cái ngã tư này đó. Từ này mình chạy thẳng xuống dưới này xuống dưới này là xuống cái quốc lộ 1A rồi bạn, xuống quốc lộ 1A đó. Thì cái quốc lộ 1A cái đoạn dưới này là hiện nay nó cũng là thuộc cái đường nội thị rồi đó. Còn cái quốc lộ chính thì nó làm là cái quốc lộ 1A mới vòng vòng phía đông của cái thị trấn này. Này xuống chỗ đây nè, quốc lộ 1A đây đó. Đó. Tới này mình sẽ vòng qua nha, mình vòng ngược lại cái quốc lộ 1A đây. Xe rồi. Qua đường. Qua đường. Đây. Đây. Trước kia là cái con đường này á là đường quốc lộ A đường chính Bắc Nam. Nhưng hiện nay nó là cái con đường nội thị, đường một chiều đó, rất là đẹp đó. Để mình xem con đường này là cái tên đường gì, cái tên con đường này nè, đường gì
tên đường á, thấy không? Không thấy cái tên đường á. Quốc lộ 1A, người ta cũng ghi luôn quốc lộ là đường quốc lộ 1A luôn nè. Có điều là người ta đánh số thôi, đánh số nhà thôi. Đây cũng là đường quốc lộ 1A. Nhưng chứ người ta chưa có sửa lại cái tên này, cái đường này là đường gì không? Bây giờ là 6 giờ rưỡi tối. Nhưng mà ở ngoài đường thì người đi lại phải nói là rất là ít. Và một cái điều nữa là hôm nay á, ngày mùng 7 tháng Giêng, mùng 7 Tết nè, thời tiết ở Phú Yên nói chung cũng như Tuy An nói riêng thì hầu như nó mưa rầm rầm suốt cả ngày. Bây giờ nó cũng tạnh tạnh rồi nè, lạnh lạnh lạnh, cho nên là người đi ra đường ít rồi mà. Thì cũng giống như nhiều cái đô thị khác, nhiều cái thị trấn khác thì người ta xây dựng đường xá này, rồi cây xanh, rồi điện đường á, điện trang trí, rồi công viên. Về đêm thì nhìn thấy nó rất là đẹp, rất lung linh, huyền ảo. Thì đó là cái đặc trưng của đô thị thời hiện đại. Và cái thị trấn Chí Thạnh thì vốn dĩ nó không có to, nhưng bạn không to. Trước đây thì thị trấn Chí Thạnh nó còn là nó đơn giản đó, nó không khang trang. Còn những năm gần đây khoảng tầm 10 năm trở lại đây thì người ta đầu tư xây dựng mạnh, cho nên đô thị thị trấn Chí Thạnh nó mới được như ngày hôm nay. Và đồng thời người ta mở những con đường ngang dọc, nó mở rộng ra cái vùng biên của thị trấn trước đây á, để hình thành những cái khu dân cư mới, khu đô thị mới, để có cái hướng phát triển lên thị xã. Thì từ đó thì cái thị trấn Chí Thạnh nó thấy nó ngày càng nó hoành tráng hơn, hoành tráng. Mình đi sắp đến cái chỗ đây là cái chỗ ngã ba đó, ngã tư thành ngã tư luôn á, có nghĩa là rẽ vào cái đường tránh vào trung tâm thị trấn Chí Thạnh đây. Đây đó, các bạn thấy là các cái tuyến xe đường dài Bắc Nam đó, người ta phải đi qua cái con đường này. Và đây chỗ đây nè, cái ngã ba đó, nào đây cầu ba để đi đi vào cái cầu vượt, đó. Còn phía bên phải kia là đi vào cái khu chính, cái khu nội thị. Đó. Rồi mình đi tiếp nha, đoạn đó nè, cũng trên cái con đường chính này nữa. Đó. Vậy thì có thể nói rằng là cái con đường mà dài nhất của thị trấn Chí Thạnh là cái con đường này. Con đường được thiết kế một chiều đẹp là con đường này. Vừa là đường nội thị nhưng mà lại vừa là cái đường giao thông đường quốc lộ 1A. Cho nên tất cả những cái phương tiện mà ra Bắc vào Nam á, thì phải đi qua cái đoạn này. Là cái đoạn này là cái đoạn đường của thị trấn này, Chí Thạnh đó, phải đi qua đúng không? Sao thấy đẹp không? Hả? Thấy thị trấn Chí Thạnh thấy sao? Có hoành tráng không? Hoành tráng.
Nhưng mà mình thấy thị trấn Chi Thạnh hình như là các cái quán ăn uống hình như là ít lắm đúng không? Ít rồi, quán cà phê rồi cảm giác nó cũng là nó không có nhiều đâu. Nó mở lên nhiều người chưa cả là rầu rạc xuống hơn các và có lẽ là dân số dân cư nó ít, không có đông, mà nơi nào mà dân cư tập trung đông thì phải nó phát triển đô thị nó rất là nhanh, nó rất mạnh. Sầm Uất đây dân cư ít, trong nội thị thì dân cư ít nè, còn phía ngoài các cái xã lân cận đó, thì dân cư nó cũng nó sống theo từng cụm nó rời rạc đó. không có tập trung nhiều, bởi vì nó các cái xã các cái khu dân cư đó, nó chia cắt ra bởi những cái cánh đồng và những cái đồng ruộng. Thì huyện Tuy An thì nó là cũng là một cái huyện vừa nông nghiệp mà vừa ngư nghiệp, vừa làm biển làm nông đều có rồi ạ. Biển nông và làm làm kinh tế rừng cũng có, chẳng hạn như là cái xã An Xuân An Lĩnh là thuộc về cái xã miền núi rồi, xã phía tây của huyện Tuy An đó. Cho nên là huyện Tuy An thì nó trải dài, nó kéo dài từ cái ranh giới của huyện Đồng Xuân đó, huyện Sơn Hòa đó, nó kéo mãi xuống tận dưới khu vực sát dưới Biển Đông luôn đó. Chẳng hạn như là xã An Ninh rồi, An Ninh Đông mà đó, rồi xã dưới kia là xã An gì, An Hòa Hải rồi, không quan không à. Mình đã đi ra tiếp phía ngoài này rồi, có lẽ là sắp tới cái cầu gọi là cầu Ngân Sơn à, cầu Ngân Sơn là cái cầu nó nằm ở phía bắc, nó phía bắc của cái thị trấn Chí Thạnh này à. Rồi mình tới cầu Ngân Sơn nha, xem cầu Ngân Sơn đẹp không. Cầu Ngân Sơn là cũng là cây cầu một chiều các bạn, cầu một chiều nè, cầu rất rộng, cầu Ngân Sơn cầu một chiều rất là rộng, cũng khá dài rộng, đẹp. Cầu này thì nó bắt qua cái con sông này là con sông là sông của đầm Ô Loan này, đầm sông này, cầu Ngân Sơn. Rồi, thì từ nãy đến giờ mình cũng lòng vòng mình giới thiệu những gì mình biết một cách tóm tắt về một cái thị trấn đó. Đó là thị trấn Chí Thạnh thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Gửi đến cô chú anh chị các bạn cùng xem cảm nhận Rồi vậy thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi mình xin dừng ở đây.